Hello tất cả các bạn, là Sơn Đẹp đây. Thì ở video này mình sẽ demo một cái sản phẩm Moonstuck về một website bán giày thể thao. Thì website này có các chức năng như sau, thì mình sẽ show lên. Đầu tiên á, cái website này sử dụng là ASP.NET và SQL Server và ASP.NET 7 và SQL Server và sử dụng cái Visual Studio 2022. Thì đây là cái công cụ để chúng ta có trong cái dự án này. Và tiếp tục á, cái chức năng thì cái web này có chức năng là phân quyền admin và user. Trong cái admin á thì admin có chức năng là quản lý sản phẩm nè, quản lý blog, quản lý user, quản lý nhà cung cấp, quản lý thể loại và vân vân. Thì user thì có chức năng là thanh toán thêm sản phẩm vào chỗ hàng, hóa đơn, nhận thông báo sản phẩm từ Gmail, rồi thêm sản phẩm yêu thích, rồi liên hệ đến quản trị viên. Còn nữa mà cả mình liệt kê đây, mình không nhớ mình liệt kê ra rồi ha. Tiếp tục rồi còn thêm cái chức năng là tìm kiếm sản phẩm nè, lọc sản phẩm theo thể loại, giá tiền, nhà cung cấp, rồi đăng ký đăng nhập này á, thì có thể là đăng ký đăng nhập bằng Google hoặc là tạo một web đạo trên website của mình luôn. Ok ha, ở đây mình liệt kê mấy chức năng sơ sơ thôi, chứ trong quá trình mình demo á mình sẽ nói thêm mấy chức năng nữa. Ok ha, thì mình sẽ demo cái sản phẩm này trước. Trong sản phẩm này á thì mình có bốn trang chính trong trong website này ha. Đầu tiên trong trang home á thì mình có trang là home, thì mình sẽ show lên cái home, thì mình sẽ show lên sơ sơ qua cái phần giao diện này ha. Trong đây thì trang home thì mình sẽ show lên cái banner này và shop now rồi collection. Đây là một trang home thôi, rồi đặc biệt ngay trang bestseller seller này nè, thì cái phần chức năng này á thì mình sẽ thêm một sản phẩm từ admin á, thì mình sẽ render cái dữ liệu ra cái sản phẩm này ra cái giao diện cho người dùng ta thấy được. Ok, thì mình sẽ sơ qua đi cái giao diện chứ đã, cho bạn thấy cái giao diện ok không? Ok ha. Rồi trong cái giao diện này thì mình sẽ sâu lên trang home. Rồi đây trang blog nè, quản lý blog luôn. Thì chức năng xíu chúng ta sẽ qua cái admin á, chúng ta sẽ thêm từng cái blog một để cho bạn biết hình dung được ha. Ở đây chúng ta có thể có thấy blog nè. Ok ha. Rồi chúng ta sẽ đây một trang shop dưới đây thôi, và chúng ta kéo lên đây, chúng ta kéo lên trong cái phần này á, qua trang shop ha, chúng ta sẽ qua chúng ta nhìn một cách tổng quát cái giao diện đã, rồi chúng ta sẽ vô cái phần chức năng ha. Trang shop thì nó sẽ hiện tất cả các sản phẩm mà nhà cung cấp đó, mà nhà quản trị viên thêm vào. Thì đây trang shop nè, rồi shop thì nó sẽ show ra mấy sản phẩm như vậy. Trong trang shop này á thì mình có thể lọc theo thể loại. Ở đây mình có một cái hệ loại là category airport đi. Airport có 10 cái hệ loại airport luôn. Tại vì mình thêm một cái ở đây có một cái hệ loại thôi. Mốt gì cả quản trị viên á có thể thêm nhiều hệ loại đây, thì mình có thể search theo từng hệ loại ha. Rồi, cái panel thì cái nhà cung cấp thì ở đây cái nhà cung cấp có Nike và Sundep ha. Ok, thì mình hay lọc theo Nike nè. Nike có 3 cái sản phẩm, 5 cái sản phẩm chứ. Năm sản phẩm thì nó sẽ sâu lên 5 cái sản phẩm mà do Nike cung cấp. Ok ha. Rồi, tiếp tục qua Sundep ha. Rồi Sundep nè, thì mới lọc theo cái nhà cung cấp. Ok, thì nó lọc ra 5 cái sản phẩm do nhà cung cấp Sundep cung cấp. Ok, và ở đây có thể lọc theo chức năng là filter right, có nghĩa là lọc theo giá tiền. Thì ở đây mình lọc theo từ 0 đến 2.500.000 đi. Ở đây mấy mặt hàng ở đây mình còn dưới 2.5 triệu không mà, thì nó sẽ sâu tất cả các sản phẩm này luôn. Còn nếu mà hơn trên 2.5 triệu như đây nè, thì nó sẽ sâu lên mấy sản phẩm mà trên 2.5 triệu ha. Rồi ok, thì sơ qua như vậy. Rồi chức năng tag ok rồi. Rồi trong phần này đi đây nè, các bạn thấy không, trong giao diện này thì load to, ở đây mình sẽ search lại nha, mình sẽ bấm vào load lại nha, mình load lại trang nè, mình load lại cho các bạn hình dung ha. Trong trang này á mình có thể chức năng là mà đây, mình có thể lọc theo cái sâu từ 1 đến 20 sản phẩm trong và trong 10 kết quả. Thì ở đây mình sẽ sâu là đây, sâu từ 1 có nghĩa là sâu từ 1 đến 12 sản phẩm, từ 1 đến 12 sản phẩm ha. Ok, thì nó sâu hết. Còn nếu mà hơn 12 sản phẩm thì nó sẽ có một cái trang chuyển trang qua bên đây.
Ok. Ở đây mình sẽ sau có mình có 10 cái sản phẩm mà thì nó sẽ không có trang thứ hai. Ok ha, thì ở đây mình demo thôi. Còn phần blog, trong trang blog này á thì mình quản trị viên đã thêm vài cái blog vào đây rồi. Ok, trên trang blog này thì có các chức năng là mình có thể đọc blog nè, sau lên tất cả blog trên đây. Chẳng hạn mình bấm vào đây ha. Chẳng hạn bấm vào cái Readmore đọc đọc blog này đi thì nó có như thế nào. Trong trang blog nè thì thêm tiêu đề blog nè. Rồi ai đã đăng ra, rồi ngày đăng là gì. Ok ha. Rồi cái hình ảnh ở đây. Rồi cái description là cái mô tả cái blog này, cái content của cái blog này ha. Rồi ok. Và ngay bạn có thể chức năng là leave a comment, là mình có thể gửi cái thông tin cho người quản trị viên ha. Thì xíu mình sẽ làm với chức năng này luôn. Mình sẽ thực hiện chức năng đó. Rồi bây giờ mình quay trang contact. Contact ha. Trong trang contact này á thì nó sẽ show lên cái địa chỉ hoặc là cái thông tin ha. Ở đây mình sẽ show xíu, tại vì có một cái map map đây nó sẽ show lên ha. Trang này đi. Thì contact liên hệ, bạn hãy liên hệ cái người dùng, liên hệ với quản trị viên của bạn, mẹ bạn bấm submit ha. Rồi ok. Rồi sau cơ bản như vậy rồi, bây giờ chúng ta qua trang home. Home nha. Trong trang home này rồi, bây giờ mình sẽ thực hiện thao tác nè. Mình thực hiện thao tác là thử mua một cái sản phẩm nha. Bây giờ mình chưa đăng nhập, đăng ký gì chưa, mình thử mua rồi, mình thử mua nha, thì nó sẽ không mua được, tại vì chúng ta chưa đăng nhập tài khoản nên nó phải phân quyền, mà mình phải cho người dùng đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản đăng nhập vào á thì mình mới cho người dùng có thể mua ha. Ở đây nếu mình không chọn size nè, mình không chọn size nha, bấm add to cart thì nó sẽ hiện thông báo là vui lòng chọn size, thì mình phải chọn size thì mình mới thêm vào chỗ hàng nha. Rồi thêm vào chỗ hàng á, nếu mà bấm add to cart mà chưa đăng nhập vào tài khoản á, mà bấm vào thêm vào sản phẩm vào chỗ hàng á thì nó chuyển qua trang login, bắt buộc người dùng phải đăng nhập một cái tài khoản hoặc là đăng ký. Ha, ở đây mình chẳng hạn đi, mình đăng ký một cái tài khoản user nha, mình đăng ký một cái tài khoản user để mình mua cái sản phẩm đi, thì bấm register và điền thông tin Gmail đây ha. Ở đây mình sẽ điền thông tin Gmail là vô danh Nisky, chẳng hạn mình ghi là hủy sinh đi, hủy sinh xd@gmail.com nha. Rồi ok, tiếp tục full name thì ghi là sun dev user. Rồi tiếp tục cái address thì mình ghi là Sài Gòn City cũng được. Ok, rồi tiếp tục mình sẽ ghi là password. Password này á thì mình có xác nhận cái thông báo là khi mà người dùng phải đăng điền chữ cái đặc biệt, ký tự đặc biệt, chữ số chữ cái, chữ hoa, chữ thường á, đầy đủ thì mới cho mới đúng nha, thì mới cho hiện mật khẩu nó mới, thì cái mật khẩu nó mới đúng. Ok. Ok, sau khi mình đã đăng nhập đầy đủ, mình đã điền đầy đủ thông tin, điền vào cái form rồi á, mình bấm register, register nha. Rồi bấm register thì mình chờ một cái email mình đăng nhập vào cái email nha. Ở đây mình chờ xíu để cho nó load cái dữ liệu, nó tạo một cái tài khoản cho mình. Nó chuyển qua một cái trang là phải xác nhận cái thông tin, cái Gmail, mình phải xác nhận đăng ký nè. Mình phải mở cái email lên và mình bấm chữ xác nhận thì nó mới tạo cho mình tài khoản nha. Thì ở đây mình sẽ đăng nhập vào tài khoản, cho mình sẽ mở cái Gmail mình lên. Ok, thì ở đây nè. Ở đây sau khi mình đăng nhập vào cái Gmail mình rồi á, nó sẽ gửi cho mình một cái thông báo là confirm nè. Confirm do email nè. Thì mình phải bấm vào kill list here thì nó sẽ xác nhận cái domain mình rồi nha. Để mình xác nhận cái tài khoản nó có phải spam không. Ok. Rồi, mình sẽ chuyển qua trang là xác nhận email nè. Nhấn vào đây để xác nhận tài khoản của bạn nè. Ok, thì nó chờ nó xác nhận nha. Rồi, ok, đã xác nhận thành cái gồm email rồi ha. Rồi, đã xác nhận email rồi, mình sẽ quay lại cái giao diện mình lại nè. Trong giao diện đây thì mình mở đây thì mình sẽ xác nhận rồi, cái email này mình đã xác nhận rồi. Bây giờ mình bấm chữ home nha, bấm vào chữ home, mình quay lại rồi bấm vào chữ home, trang chủ sẽ đăng nhập nha, mình đã xác nhận cái email rồi thì bây giờ mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản đó và bấm login nha. Login thì mình đăng nhập với tài khoản là user, thì ở đây mình sẽ điền nã mình tạo tài khoản là hủy sinh xd, hủy sinh xd. Rồi ok, hủy sinh xd nha. Rồi mật khẩu thì điền đầy đủ mật khẩu mà bạn vừa mới tạo hồi nãy. Rồi
bấm login. Thì login nếu thành công á thì nó sẽ hiện một, nó sẽ chuyển bạn đến một cái trang là bạn vào cái trang user. Ok, trong trang user này á nó sẽ đặc biệt một cái là nó hiện cái cỡ chữ là hủy sinh ID, cái Gmail bạn vừa mới tạo lên đây để bạn biết bạn đang đã đăng nhập thành công rồi ha. Rồi ok, trong cái tài khoản user này á, hồi nãy mình đã nói trong cái tài khoản user này nó có chức năng như thế nào. Đầu tiên trong tài khoản user nó có chức năng là thanh toán nè, thêm một giỏ hàng nè, hóa đơn nè, nhãn thông báo từ Gmail nè, thêm sản phẩm yêu thích nè, liên hệ nè. Đầu tiên á, mình sẽ thực hiện thao tác là xem chi tiết sản phẩm, rồi mua sản phẩm, rồi bỏ thêm sản phẩm vào giỏ hàng ha. Bây giờ mình qua cái trang shop đi. Mình qua trang shop. Bây giờ mình chọn cái sản phẩm, mình xem chi tiết sản phẩm đó. Ở đây mình sẽ chọn cái sản phẩm là số 2 đi ha, số 2 hoặc add to cart nè. Nếu mà add to cart thì nó sẽ thêm bạn vào cái trang là product product detail, là cái trang chi tiết sản phẩm. Trong trang chi tiết sản phẩm này nè, bạn thấy chữ này không? Bạn thấy chữ là cái này, bạn thấy chữ size, mình chọn size xong bấm add to cart. Add to cart nha. Thì nó sẽ thêm cái sản phẩm này vào cái giỏ hàng. Ở đây mình đã có một cái giỏ hàng là Nine Ear Fork nè, với giá tiền là 120.000 nhân 1, là có nghĩa là một số lượng là 1. Ok ha. Rồi tiếp tục, bây giờ mình có tiền mà mình muốn mua thêm một cái sản phẩm nữa, là bấm vào đây đi, bấm cái sản phẩm này đi, rồi mình chọn cái size là mình chọn size khoảng đây, mình chọn size là khoảng 43 đi ha, bấm chữ add to cart. Hoặc đây giờ nè, name có chức năng nữa là add to wishlist, là thêm vào cái sản phẩm yêu thích, thì bạn bấm vào đây. Thì bên đây bạn bấm product add to your wishlist, là có nghĩa là bạn đã thêm vào cái sản phẩm này vào cái danh mục là yêu thích của bạn rồi, để mỗi mốt mình có tiền á mình mua cái lại quay lại cái sản phẩm này mình mua. Ok ha. Rồi sau khi mình bấm vào trang shop đi, mình quay lại trang shop nha. Quay lại trang shop, mình muốn mua cái sản phẩm này lại, mình bấm vào đây. Cái hàng mình bị thêm vào, mình giờ có tiền rồi, mình muốn mua cái sản phẩm này đi, thì bấm vào đây mình mua thôi, bấm chữ add to cart nha. Bây giờ mình bấm add to cart nè, thêm vào giỏ hàng. Cái chỗ nãy là mình add to list, list là có nghĩa là thêm sản phẩm yêu thích vào, thêm sản phẩm yêu thích á vào danh mục của bạn. Rồi bây giờ mình đã thêm hai sản phẩm, thứ nhất là E1 V2 ha. Bây giờ mình bấm view cart nè, xem cái giỏ hàng, coi giỏ hàng của mình sản phẩm mình mua được bao nhiêu rồi, mình kiểm tra là cái thông tin để xíu mình thanh toán á cho nó đúng. Thì bây giờ nè, trong cái phần giỏ hàng á thì chúng ta có chức năng là nè, Nine Ear Fork nè, và số lượng là size là 41, trừ 1, nghĩa là số lượng nè, size là 41, số lượng là 1. Và giá tiền total là giá tiền của bạn, giá tiền của sản phẩm này ha. Ở đây chẳng hạn mình đếm và bấm cộng thêm 1 đi, cộng thêm một cái sản phẩm nữa. Thì ngay chỗ này nè, cái size quantity nè, ngay chỗ này số lượng là 2, size là 41, tổng tiền á là 220 240.000. Tại vì mỗi sản phẩm á là 120.000, nhân 2 lên thì 240.000. Và ok ha. Và cái total này nè là tổng giá tiền của ba ba cái sản phẩm mà chúng ta vừa mới thêm là 426.000. 426.000 nha. Ok, và bây giờ nè, mình chẳng hạn đi, cái sản phẩm này mình không muốn mua nữa, mình không có đủ tiền thì chỉ cần mua một cái sản phẩm này thôi. Ok thì mình có thể xóa đi, xóa sản phẩm. Ok thì ok thì sản phẩm đã xóa rồi, chúng ta có sản phẩm, một cái sản phẩm như vậy ha. Rồi ok, bây giờ nè, sau khi đã điền đầy đủ thông tin rồi, kiểm tra sản phẩm ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ bấm chờ process to check out, là chuyển qua cái trang thanh toán. Chuyển qua trang thanh toán này á thì bắt người buộc người dùng phải điền đầy đủ thông tin của họ. Ok ha. Nhất là cái user, để đây mình sẽ ghi là cái hủy sinh id đi, hủy sinh id a@gmail.com nha. Rồi cái name này á mình sẽ đi là cái hạn như là sun dev user. Ok ha. Rồi address là cái địa chỉ, mà tại vì mình chuyển cái đơn hàng thì cần phải địa chỉ đúng nha, mình đi đầy đủ địa chỉ cũng được để cho người vận chuyển là chuyển đúng ha. Rồi cái phone, thông tin liên hệ, ở gian hàng bên đây mình ghi là đây đi. Rồi sau khi điền đầy đủ thông tin rồi, bây giờ mình qua có hai loại, thứ nhất là check payment và PayPal để thanh toán online, hoặc là bạn có thể bấm place order nha. Ở đây mình chọn thanh toán PayPal đi, rồi bấm place order thì nó sẽ chuyển bạn qua một cái giao diện là cái hóa đơn nha. Thì ở đây mình sẽ bấm place place order rồi thì nó sẽ chuyển bạn qua trên một hóa đơn. Hello, hello xíu.
Ok ha. Rồi, ở đây nó sẽ chuyển bạn qua một cái trang hóa đơn. Chẳng hạn như your order confirm đã xác cái hóa đơn vậy đó, cái hóa đơn mình đã xác nhận thành công rồi ha. Địa chỉ cái mã của bạn là mã này và cái địa chỉ là Sài Gòn City. Cái ngày đặt của bạn là ngày 12 tháng 6 2023, ở ngày hôm nay. Rồi cái sản phẩm này nè, rồi cái giá tiền bao nhiêu, rồi cái size, cái số lượng. Ok ha. Rồi cái mã ship của bạn là free ship, là free ship fee là 30 Việt Nam đồng, là bạn đã giảm giá rồi. Và tax amount có nghĩa là thuế. Ok ha. Rồi total là tổng giá tiền của bạn là 162.000. Rồi ok. Rồi bây giờ nè, mình đã nhận được cái thông tin này rồi. Bây giờ mình kiểm tra cái user, cái tài khoản user có thể kiểm tra cái sản phẩm mà mình vừa mới thêm, vừa mới mua. Thì bây giờ mình sẽ qua cái trang này đi, qua cái sản phẩm, qua cái phần Gmail nha, qua cái phần Gmail. Thì bây giờ Gmail của mình nè, bấm vào đây nha. Thì nó sẽ hiện ra chữ là success order, success order nha, là đã xác nhận hóa đơn hàng nè, thành công rồi ha. Rồi chào bạn nè, rồi thông tin nè, mã đơn hàng của bạn là gì nè, tên khách hàng là Sun Dev User nè, tổng tiền là 162.000 nè. Ok ha, để cho người dùng biết là mình đã đăng đăng đã mua sản phẩm thành công rồi. Ok ha. Ê, nó sẽ chuyển qua cái mail thông báo, cái chuyển cái từ Gmail thông báo cho cái user biết. Rồi ok, thì cái giao diện tài khoản user nó cái chức năng như vậy. Bây giờ mình bấm qua ngay chỗ home đi. Ok, đó là cái chức năng của user. Rồi bây giờ mình sẽ đăng nhập vào tài khoản admin để có thể thêm sản phẩm. Ok, để coi quản lý mấy cái hương mục quản lý trọng như thế nào ha. Thì bây giờ mình bấm vào log logout nha. Mình đăng xuất cái tài khoản user này ra để mình có thể đăng nhập vào tài khoản admin mà. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào login để mình đăng nhập vào tài khoản admin. Ở đây á, mình bấm chữ email nè. Ở đây mình có tài khoản là admin rồi, mình đăng nhập, hình như là mình đăng nhập tài khoản email của mình là vô danh. Ok, mình đăng nhập vào tài khoản admin. Rồi password thì mình điền để mà nhập mật khẩu cho thôi. Rồi bấm login. Thì ở trong cái tài khoản admin này á, thì mình cũng đã nói rồi, có trang dashboard nè, quản lý user nè, quản lý sản phẩm nè, quản lý thể loại, quản lý việc cung cấp, quản lý blog, quản lý đơn hàng và quản lý tin nhắn luôn. Và đây là trang giao diện của trang dashboard. Ở cái chỗ này á, trang giao diện trang dashboard á, thì có item sale là cái sản phẩm mà bán được á. Hồi nãy mình đăng nhập vào tài khoản user á, mình mua cái sản phẩm và mình thanh toán á, thì nó sẽ hiện lên cái item sale trên đây ha, cái số lượng sản phẩm mua ha. Rồi cái total product có nghĩa tổng tổng cái số hay tổng số sản phẩm mà cái web mình có được là 10 cái sản phẩm. Rồi cái total account là tài khoản, cái tài khoản nha, cái tài khoản là hiện tại có hai cái tài khoản, nhất là tài khoản admin và tài khoản user. Ở đây mình có hai tài khoản thôi, nãy mình mới tạo một cái tài khoản là user rồi, và ngay cái tài khoản admin này đây là cũng là một cái tài khoản luôn nha. Rồi cái total messenger này nè, hồi nãy mình quên quên liên hệ. Mình bấm một tài khoản user mà mình chưa contact, là chưa liên hệ, chưa bấm gửi cái tin nhắn nên chưa có tin nhắn nào. Ok ha. Rồi ngay chỗ này là hai, là cái là mình đăng nhập vào tài khoản nào thì nó sẽ hiện thông tin ở đây. Rồi do account là tài khoản này là tài khoản admin nha, ok, người cấp cao nhất. Rồi hot sale last month có nghĩa là cái mấy sản phẩm này là sản phẩm bán chạy nhất trong trong tháng nha. Rồi sale over có nghĩa là cái sản phẩm được bán nè, một số lượng sản phẩm được bán là một nè. Rồi, ok, rồi sơ sơ qua như vậy thôi. Đây là trang dashboard, là trang quản lý ha, trang dashboard trang chủ. Bây giờ mình sẽ qua trang manager user, nghĩa là quản lý tài khoản user. Ok, và cái chỗ này nè, hồi nãy mình có user id là cái mã user id nè, còn cái email là hủy sinh id nè, là mình vừa mới tạo hồi nãy á. Rồi name là sun dev user nè, địa chỉ Sài Gòn, role là user, vai trò là user. Ở đây á, mình đăng nhập vào tài khoản là admin, mình có các chức năng như sau. Nhất, mình có chức năng là edit cái user này nè, chẳng hạn mình có thể edit cho user nào đó, chẳng hạn bấm edit nha, thì mình có thể edit lại cái thông tin của user này. Ok, mình có thể cung cấp cái vai trò của họ, chẳng hạn mình có thể cung cấp vai trò của tài khoản user này, chẳng hạn đi, tài khoản user này có tài khoản là với vai trò là user. Mình muốn cho nó lên cái tài khoản là admin, là tài khoản cao nhất, thì bấm vào đây. Rồi mình ở đây chẳng hạn bấm vào city 2 đi ha, city 2 đi, bấm save change thì nó lưu lưu nè, Sài Gòn city 2, city 2, city 1 nhé, Sài Gòn city 1.
À chán à, rồi City 1 mình đã cập nhật cái thông tin cái tài khoản user này rồi ha. Rồi, mình qua cái tài khoản là mình có thể thêm tài khoản add user nè, mình có thể thêm cái tài khoản luôn. Rồi, mình bấm vào trang là manager sản phẩm nha. Trong cái manager sản phẩm á, có nghĩa là quản lý sản phẩm. Trong quản lý sản phẩm này á, mình có thể bấm create, mình có thể xem chi tiết cái sản phẩm đó, mình có thể edit xem edit nè, chỉnh sửa nè, detail là xem chi tiết nè, có thể xóa luôn nha. Đầu tiên nha, thì chẳng hạn đi, mình thấy hai cái sản phẩm này nè, có cái hình ảnh này nó tương tự nhau quá, nó giống nhau quá, thì bây giờ mình bấm vào chữ edit nha. Mình muốn chỉnh sửa hình ảnh lại thì làm thế nào, mà bấm chữ edit, sau đó bấm chữ edit product, có là chỉnh sửa cái sản phẩm này. Thì bây giờ mình bấm chữ là choice file nhá, mình thay đổi choice file, bấm mình ở đây mình có cái folder ảnh rồi. Rồi mình sẽ bấm vào ngay chỗ link Puma Adidas đi, và bấm vào đây, rồi bấm vào một, bấm open. Rồi bây giờ mình đã chọn một cái file ảnh chính rồi nha, bây giờ mình muốn đổi cái máy ảnh phụ luôn, em cái ảnh phụ thì làm thế nào, thì mình bấm vào 2 3 4 5. Đây là ở trên đây á, là mình có thể chọn một file, rồi dưới đây mình có thể chọn nhiều file nha, là mình chọn 4 file rồi nè, mình chọn file nè, ở đây mình chọn một file thôi nha, một file, một file ảnh thôi. Rồi tiếp tục rating là cái ngôi số lượng ngôi sao, ở đây mình sẽ là 3. Ok, rồi tiếp tục, rồi mình có thể video file nè, mình có thể chọn video file luôn. Thì cái video này á, thì mình sẽ chọn cái video. Ok, thử mình chọn cái video nha. Video. Này. Rồi, standalone. Này. Video. Open. Thì chọn video để cho cái sản phẩm mình thêm sinh động hơn, thêm sự tương tác với người dùng á. Mình đang thêm video đi. Rồi, ok. Rồi, cái Nike là mình nhà cung cấp. Ở đây mình chọn nhà cung cấp là Sondep đi ha. Rồi, product category. Cái loại sản phẩm này là Airfox đi, mình có thể thêm nhiều loại mà, rồi bấm chữ là Airfox nha, Airfox chọn rồi. Rồi sau đó mình bấm chữ save là lưu cái sản phẩm này, bấm save nha, lưu thành công thì nó sẽ hiện lên ở đây, mình đã cập nhật lại cái sản phẩm này nha. Ở đây có màu trắng nè, hồi nãy màu đỏ và màu trắng nha, nè ok mình đã cập nhật thành công rồi nha. Ok, và bây giờ mình thực hiện thao tác là renew là thêm một sản phẩm mới vào đây. Thì ở đây product name đi, mà chẳng hạn mình ghi là hình thức gì thì mình ghi cái gì được, Nike Nike Fox 07 đi 08 gì đi, description mình ghi đại nha. Rồi enterprise thì chọn số lượng là 166.000, guarantee sao á. Rồi main image là cái ảnh chính của sản phẩm này, ảnh chính của sản phẩm này thì mình bấm vào đây mình chọn Nike Cam đi, một đi, bấm open. Rồi choice secondary image có nghĩa là mấy cái ảnh phụ á, mấy cái ảnh phụ á, bấm vào đây thì mình chọn ảnh phụ thôi, bấm open. Rồi ok, sau khi chọn rồi mình hãy chọn video, mình chọn video vô luôn để cho cái sản phẩm cho người dùng, người ta xem cái video á nó nhiều sự tương tác hơn. Ok, và cái nhạc cung cấp thì mình chọn Nike, rồi select thì chọn Airfox đi, cái mình có một cái hệ loại thôi, mốt mình có thể bấm enter hệ loại làm cái thêm hệ loại nhiều hơn nữa. Rồi mình bấm create để tạo cái sản phẩm, tạo thành công á thì mình kéo xuống đây, mình kéo xuống đây ngay chỗ này ha, ngay chỗ này nè. Mình có một đôi dép, mình không biết cái đôi dép này ha, mình chọn cái này dép, đôi dép như vậy ha. Rồi ok, rồi mình hãy xem detail cái sản phẩm này nha, detail nè, mình có thể xem category detail nè, xem sản phẩm đó, chi tiết cái sản phẩm đó. Ok, rồi bây giờ mình qua cái quản lý hệ loại nha. Trong cái phần quản lý hệ loại này nè, chúng ta có chức năng như nào? Ok, và cái mục là manager hệ loại á thì mình có thể thêm hệ loại mới nè, rồi thêm edit và detail và delete cái sự hệ loại luôn. Bây giờ mình thực hiện chức năng là thêm một hệ loại mới đi, chẳng hạn như giày này, hệ loại như là đá ngoài sân, hay là hệ loại là nhiều hệ loại mình không cần hết luôn. Ok ha, vậy đây mình ghi là hệ loại là indoor đi ha, là chơi trong nhà ha, indoor đi. Rồi mình bấm chưa ngày tạo, thì bấm vào ngày tạo thì mình sẽ chọn ngày tạo nhá, ngày 6 đi, ngày hôm nay đi, và tạo mới nha. Rồi bây giờ mình đã tạo thành công cái hệ loại này rồi, bây giờ mình chẳng hạn bấm thêm mới nữa đi, rồi mình bấm chọn hệ loại là outdoor, outdoor nhá. Rồi mình bấm vào đây, mình bấm vào ngày tạo và tạo mới. Rồi bây giờ nè, ngay chỗ này nè mình ghi sai nè, mình có thể edit cái hệ loại này, mình bấm outdoor, mình ghi chữ outdoor hôm nay, mình bấm lưu là cập nhật lại. Ok ha, là hệ loại được cập nhật rồi nè.
Rồi ngày tạo cũng tạo tạo luôn. Bây giờ mình thấy thể loại này không phù hợp nữa, mình thấy thực hiện chức năng là delete thể loại đó, xác nhận hay là xóa nè, xóa thành công rồi ha. Cũng ok là gì, là xóa thành công cái thể loại đó rồi. Rồi bây giờ mình qua chức năng là manager nhà cung cấp, nên là quản lý nhà cung cấp chẳng hạn, mình cũng thực hiện giống tương tự như manager thể loại như vậy. Mình có thể thêm nè, rồi tên nhà cung chẳng hạn như Sun Dev nè, Sun Dev ha. Rồi tiếp tục địa chỉ thì mình Sài Gòn City, số điện thoại tạo mới. Rồi bây giờ mình đã tạo thành công cái Sun Dev Sài Gòn City 123 ha. Rồi bây giờ mình muốn xóa cái thể loại này đi, thôi xóa cái nhà cung cấp này đi, thì bấm chữ xóa, bây giờ xóa thành công. Ok ha. Rồi bây giờ mình qua chức năng là Manager Block. Ở đây Block á, thì có chức năng là Edit, Detail và xem chi tiết và xóa. Thì mình có thể chức năng đó là Create New Block, mình có thể tạo mới cái trang block chẳng hạn như là Sun Dev, Channel Sun Dev đi ha. Channel, chủ đề là Channel Sun Dev. Ok, Sun Dev, mình ghi sang qua nha, Sun Dev. Ok, rồi tác giả là Sun Dev đi ha. Rồi ngày tạo, ngày ngày hôm nay đi, ngày 6 đi. Rồi, choice ảnh đại diện nè. Mình chọn đại cái ảnh này đi ha. Đây mình chọn trang blog, mình sẽ qua trang blog đi. Ở đây mình có một folder ảnh blog rồi, mình chọn chẳng hạn số 17 đi, số 12 đi, cũng bình. Rồi bây giờ nội dung nè, ghi là Sun Dev content. Content nha. Rồi, tạo blog. Rồi bây giờ mình sẽ đến đây. Cái ID số 7 channel Sun Dev đã được tạo thành công. Tác giả là Sun Dev. Rồi create là ngày tạo, giờ tạo. Rồi mình có thể edit cái blog này luôn. Ở đây mình có thể choose image nè, mình có thể đổi cái ảnh đi, mình ảnh 21 đi. Rồi cái nội dung mình có thể ghi content 1, bấm step change là lưu có thay đổi. Ok ha, Sun Dev, Sun Dev. Rồi content. Rồi bây giờ nè, mình bấm chữ edit. Ok ha, vậy là mình đã edit thành công rồi. Rồi bây giờ mình bấm chữ detail là xem chi tiết cái sản phẩm đó. Bây giờ nè, channel Sun Dev nè. Sun Dev, tác giả Sun Dev nè. Nội dung là Sun Dev content là một mình đã mới cập nhật rồi ha. Rồi bấm plus to list là quay lại trên blog đó. Mình có thể xóa được luôn. Rồi ha, bây giờ mình qua chức năng là manager đơn hàng, là quản lý đơn hàng. Hồi nãy mình với tư cách là user, mình đã thực hiện thao tác là mua một cái sản phẩm rồi. Bây giờ cái số điện thoại nè, địa chỉ nè, tác giả nè, cái status là cái trạng thái đơn hàng á là đang xác nhận. Rồi total là xe tổng tiền. Action mình xem hãy xem chi tiết cái hóa đơn luôn. Ok, nè ok, là như vậy. Rồi, sơ sơ qua cái phần danh sách đơn hàng như vậy rồi. Bây giờ mình qua cái manager nha. Ok. Và tiếp tục trong cái phần manager này á, thì nó quản lý cái tin nhắn mà hồi nãy mình không có tin nhắn nào để quản lý hết trơn. Thì ok, mà chức năng này là có thể xem chi tiết cái thông tin mà người dùng gửi lên contact liên hệ đến mình á, thì mình có thể xem cái địa chỉ và thông tin của đó, thông tin của người dùng gửi lên. Thì nó cái cơ bản là như vậy ha. Rồi mình qua trang Dashboard đi. Trang Dashboard hồi nãy á là mình có total lúc đầu mình coi là 10, bây giờ lên 11 rồi ha. Rồi ok, thì cơ bản nó như vậy rồi nè. Thì trang web này thực hiện cái chức năng như vậy, có quản phân phân quyền nè. Có phân quyền, rồi có hệ chức năng là admin, user, rồi tìm kiếm, chọn lọc sản phẩm này, nhà cung cấp nè. Đăng ký đăng nhập Google tạo trang web nè, là cơ bản như vậy ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem đi cái phần demo sản phẩm này. Ok.